Các bạn khán giả truyền hình thân mến, trên màn nhỏ cùng quý vị và các bạn là sân vận động Nou Camp của thành phố Barcelona. Chào lừa Nou Camp với 98.000 chỗ ngồi ngày hôm nay đã không còn một chỗ trống. Chúng ta có thể thấy được một không khí rất sôi sục và cuồng nhiệt trên khắp các khán đài của sân vận động được coi là lớn nhất châu Âu này. Có thể thấy trên các khán đài, những hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Gần đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Nhiều người cho rằng đội chủ nhà sẽ có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bóng đá không đơn giản là vậy. Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Và biết đâu trận đấu ngày hôm nay sẽ xuất hiện những bất ngờ đó. Tiếng còi khai cuộc của trọng tài đã vang lên và trận đấu đã bắt đầu. Tình huống pha bóng biệt vị. Một đường chuyền dài. Nelson. Sẽ có một tình huống ngã biên. Chuyền vào. Pha phạt bóng rất đúng lúc. Không được. Đó là một tình huống tấn công rất nguy hiểm và chỉ một chút nữa thôi thì đã có bàn thắng. Họ đang cho thấy được sự nguy hiểm của mình. Tierney. Rất tốt. Dứt điểm. Một tình huống can thiệp rất đúng lúc. Gabriel. Nelson. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Pha phối hợp không thành công. Chuyền vào. Vâng rồi, như vậy là lưới đã rung lên. Như vậy là sự bế tắc đã được khai thông và tỷ số bây giờ là 1-0. Hồng Kông đang thi đấu rất tốt. Các cầu thủ cần phải tuân thủ đấu pháp của huấn luyện viên. Đội thi đấu tốt hơn đã có được bàn thắng dẫn trước. Và ở ngoài đường pit thì huấn luyện viên đang ra hiệu cho các cầu thủ giảm nhịp độ trận đấu, chủ động nhường thế trận để chơi phòng ngự phản công. Trong những năm gần đây, La Liga đang dần trở nên nhàm chán khi mà cuộc chiến đến ngôi vương chỉ là sự cạnh tranh giữa hai thế lực lớn nhất xứ sở bò tót, đó là câu lạc bộ Barcelona và Real Madrid. Nelson. Đường chọc khe. Rất nỗ lực. Tình huống nguy hiểm. Tuyệt vời. Bàn thắng đã đến sau một tình huống đi bóng và phối hợp rất nỗ lực. Dù đã rất cố gắng nhưng thủ môn đã bất lực trước cú dứt điểm của cầu thủ này.
trận đấu đã trở về vạch xuất phát. Theo như các số liệu thống kê thì tính tới thời điểm hiện tại, cả hai đội đang có thời lượng cầm bóng là khá cân bằng. Mỗi đội đang kiểm soát 50% thời gian bóng lăn. Giữ bóng rất tốt. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Đường trong khe. Không được. Phòng thủ rất hay. Sẽ có một quả ném biên. Chuyển vào trong. Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung. Phối hợp khá đơn giản. Đã có một pha phạm lỗi. Chuyển vào trong. Nelson. Anh đã có bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Đường chuyền chuẩn xác. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bàn một quả đá phạt. Đây là tình huống đá phạt có thể nói là khá nguy hiểm và chứa đựng không ít rủi ro. Cơ hội tấn công. Gabriel. Đường trong khe. Phối hợp khá đơn giản. Bóng ra ngoài sân rồi. Sẽ có một tình huống ném biên. Rất tốt. Chuyền vào. Phòng ngự rất chắc chắn. Chuyền vào trong. Chuyển vào trong. Và như vậy hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Đường trong khe. Không được. Phản phá rất quyết liệt. Nelson. Xuất xa. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Nelson. Chuyền bóng tốt. Anh sẽ làm gì đây? Không được. Các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Rất tốt. Sẽ có một tình huống ngã biên.
Chuyền bóng của Trọng. Trong một thế trận như thế này thì có thể phát huy hơn nữa những đường truyền từ cánh và trung lộ. Chỉ là một lời cảnh cáo. Với ý kiến cá nhân thì tôi nghĩ có lẽ trọng tài nên rút ra một chiếc thẻ vàng với pha phạm lỗi này. Saka, anh sẽ làm gì đây? Không được. Mất bóng rồi. Saka. Một quả ném biên. Sẽ có sự thay đổi người. Phạm lỗi. Như vậy là trọng tài đã rút chiếc thẻ đỏ ra để trách quyền thi đấu của thủ này. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Đánh đầu. Ý đồ khá tốt, tuy nhiên không thành công. Anh rất cố gắng nhưng không thành công. Tierney. Rất tốt. Tiếp tục là một quả phạt góc. Chuyền vào trong. Saliba. Vẫn tiếp tục đi bóng. Trọng tài đã bắt được vị rất chính xác. Với những con người như thế này thì họ có thể phát huy hơn nữa những tình huống bật nhả trung lộ và sau đó tìm giải pháp bằng những cú sút xa. Rất hay. Phạm lỗi. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Chuyển vào trong. Vâng rồi, như vậy là lưới đã rút lên. Cú dứt điểm hoàn hảo đến từng decimet. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của họ. Bàn thắng này cũng đã cho thấy được sự dồi dào, mất tập trung của hàng phòng ngự đối phương. Một cú dứt điểm rất tuyệt vời. Pha bóng thể hiện đẳng cấp rất cao của cầu thủ này. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Với một kết quả bất lợi như thế này thì họ sẽ phải tấn công nhiều hơn ở những phút tiếp theo. Việc một đội bóng ép sân và kiểm soát thế trận trong suốt thời gian thi đấu nhưng không mang lại hiệu quả sẽ là con dao hai lưỡi, khi mà chỉ cần một đòn phản công sắc bén của đối phương thôi thì hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng. Tierney. Một tình huống mà cần phải có sự hỗ trợ của đồng đội. Nỗ lực chuyền bóng không thành công. Rất nỗ lực. Cơ hội. Chuyền bóng rất tốt. Đường chuyền rất tốt. Thủ môn đã bắt được bóng. Có nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tấn công ở những phút tiếp theo. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt.
Saliba. Pha cắt bóng rất tỉnh táo, rất bình tĩnh. Họ cần phải đẩy cao đội hình hơn nữa ở những phút còn lại để mong có thể kiếm được bàn thắng. Pha đi bóng rất quyết tâm. Chuyền vào. Sút. Sẽ có một quả phạt góc. Những tình huống xuất phát từ bóng chết như phạt góc luôn là mối đe dọa với bất kỳ khung thành nào. Như vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Quebec để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và anh Trọng.